xin chào tất cả mọi người nhá. Đây, tại giờ thật sự đã phát hiện ra con kỳ nhông này rồi. Chạm đầu nó đấy ra nha. Khi chạm đầu nó trước khi nó mở mắt thì rất là dễ dàng nha mọi người. Đó, chứ không nó chạy mất tiêu rồi. Đây, một nơi ngủ rất là ngon lành anh đào. Ây da, này này con kỳ nhông rất đuôi này mọi người. Ây da, mà nó lại khủng nữa chứ. Đây, chất đậu đây khủng khó nói tới rồi. Đây, đó, nó chọn một cái nhánh sầu riêng rất là, đó, rất là cong. Đó. Đây, hiện tại thì anh Thạc Sĩ sẽ quay thật gần để cho mọi người thấy nha. Này thì chói quá nó mới bảo hết này mọi người. Do đó này, do anh Thạc Sĩ chạm vào vuốt ve nó rất là dễ dàng nha mọi người. Nó mở mắt thì mình lại không vuốt ve nữa. Hay đang buồn ngủ mà, đang buồn ngủ quá trời luôn. Nó vuốt ve mà. Nó đâu có làm gì nữa đâu thôi mọi người. Đó. Đang ta chỉ nói nhỏ để cho chúng ngủ nha mọi người. Thôi chắc vậy thôi nha mọi người, không làm phiền chúng nữa. Này. Quay thật kỹ con kỳ nhông một lần nữa này, đó. Đó về độ khủng nè, đó. Cái chiếc vảy rất là to nè, đó. Con hồ đang thở rất là hồi hộp nè mọi người. Đó, đây. Hai chân bám rất chắc. Đây, và dấu hiệu nhận biết thì cho nó xuống khủng quá thì nó nộ hẳn hết luôn nha mọi người. Chứ không phải là như đây, đấy mọi người có thể thấy là cái phần bụng, da bụng ở dưới nào nó trắng này. Nhìn trên cây rất là dễ nhận biết nha. Đó. Đây. Bây giờ thì chúng có mắt to ra rồi. Không còn buồn ngủ nữa rồi. Nhưng mà anh ta sẽ không quay nữa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Hẹn gặp mọi người vào các video tiếp theo.